Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hội này của em ha, 0348308443 nè. Rồi mọi người xem các món hàng nó bán hay chưa, em cập nhật ở cái phần mô tả của video. Cái ngay chỗ cái tiêu đề á, mọi người bấm vô sẽ thấy được cái món đã bán hay chưa để mọi người liên hệ cho nó tiện ha. Theo dõi cái kênh của em thì bấm vô đăng ký kênh giùm em ha, chỗ phần đăng ký kênh đó, để được cập nhật mấy cái video mới nhất ha. Cái đây là cái video 67 ha. Đầu tiên là cái mũi chĩn vít gốc ha, xài cho máy bắn vít ha mọi người. Đây, kích thước của nó nè. Mũi vít này thì mình thay được. Cái đây là mũi BH2 luôn, mũi thông dụng luôn rồi, chỉ cần gắn vô thôi. Ở đây nó có 500 trong đây nha, hít rất là mạnh, gắn vô nó hít lại, quay nhẹ nhàng. Dòng này rất là cứng cáp ha. Cái này của Star Em nè, Star Em này hình như là thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Star Em còn cứng cáp nha mọi người. Đây, cái đuôi nó còn như đẹp luôn, gần như chưa xài. Nếu xài nó sẽ bay cái màu nước gam màu đây nha, gam đen á, xài vô là nó bay ngay. Đây kích thước nè, em đo lại nè, 14 cm ha. Rồi cái đầu chĩn vít góc này á, có mã là 6701 nha, giá bán 350.000. Tiếp theo là một cái cờ lê đa năng nữa của Top ha, 250 ly của Nhật ha. Đây kích thước nè, cái này thì sử dụng rồi nha mọi người. Đây đó, mọi người xem kỹ giùm em ha. Đây, đây cái miệng nó hả ra rất là to luôn, 35 ha, kẹp được ống 35 ha. Nó kẹp ống hoặc là bù lon gì cũng được hết á. Rồi cái cờ lê đa năng này có mã 6702 nha, giá bán 250.000. Tiếp theo là một cây búa. Em về cây búa, nó mạ rất là đẹp, nó mạ đồng nha mọi người. Đây búa Nhật nè, đây là cái thương hiệu của nó ha. Đó cái mộc Nhật á, đây nó mạ đồng nha mọi người. Búa thép ha, đầu thép. Đây kích thước nè, 38 cm. Đây cái đầu búa là 11 cm ha. Đường kính nó là 35, 3 phân rưỡi. Rồi đây đầu rất là đẹp luôn, đầu nó chưa xài nè, đầu này chưa xài. Đầu này thì nó có dăm này ha. Rồi cây búa mạ đồng này ha, cái búa mạ đồng có mã là 6703, giá bán 350.000. Rồi tiếp theo là một cái đồ, cái dụng cụ để đo hơi của bánh xe ha, đo áp. Phần này là của Tokyo Japan nè, đây thương hiệu nó. Đây, cái này đặc biệt nó đo tới 10 kg nha mọi người. Đây nó đo được áp tới 10 kg luôn nha. Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè. Cái hang đo nó tới 10 kg. Kích thước là 26 cm ha, rất là dài luôn, cầm dễ đo. Đo xe hơi là chủ yếu ha. Rồi cái đo app này có mã là 6704 ha, giá bán 200.000. Tiếp theo là một cái cây cưa sắt. Cưa sắt cán nhôm, thân bằng thép. Đây là cái thân. Cưa này của Marvel Japan ha. Đây bằng nhôm đúc nè, rất là chắc. Nó đi kèm cái lưỡi của Thụy Điển, lưỡi con cá nè, lưỡi cưa sắt. Ở đây mở lưỡi sẽ mở như thế này, xả cái này ra. Đó, xả ra nó sẽ lỏng. Xả ra mình tháo được cái phần thân này ra luôn. Thân này rất là dày luôn. Đây là thép mọi người. Thép này dày độ khoảng hơn 2 mm ha. Khoảng 2 mm. Thép. Thép mạ sáng bóng luôn. Còn thân này nhôm, hai đầu này là nhôm. Nhôm đúc dày. Ở đây cái lưỡi mình có thể nghiêng 22 độ nha. Đây. Đây là lưỡi cắt thẳng nè, còn này cắt góc 45 độ ha, xiên 45 độ. Đây. Mà mình gắn được hai cỡ cắt á. Đó, hai góc cắt. Hoặc là thẳng vậy. Đây. Gắn lưỡi rất là chắc chắn luôn, giống như vậy là rất là chắc luôn, không thể nào mà bung ra được. Cái nanh nó giữ rất là chắc. Đây. Rồi cái cưa sắt này có mã là 6705 nha, giá bán 400.000. Rồi tiếp theo là một cây cắt ống, cắt cáp nha mọi người. Cái loại này là nó cắt cáp ha, nó của thương hiệu cắt trơ nè, cắt được cáp tới đây, cáp nè, cáp dây đồng á ha, 32 mm, cắt được cáp 32 ly. Đó, mình sẽ cắt như vậy. Ok. Đó. Rút cáp qua xíu vô ha. Đây mọi người coi cái lưỡi ha. Cái này thì đã sử dụng rồi nha mọi người. Đây. Đây kích thước của cái cây cắt cáp ha, 25 cm ha. Rồi cái cây cắt cáp này có mã là 6706 ha, giá bán 400.000. Tiếp theo là một cây cơm ba cơ khí mini. Đây, nó rất là mini luôn ha. Size này là size mini, cũng rất là ít gặp. Của Nhật nha mọi người, đây Japan luôn nè. Đó. xả nó ra như thế này ha. Đó. Này nó mở rộng nhất là 7 cm ha. Muốn tới đâu thì mình xếp nó vô tới đó. Đó. Rồi. Sát vô luôn. Đây kích thước nè, chiều dài của nó là 12 cm ha. Rồi, cái comba mini cơ khí này có mã là 6707 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái các ống đồng. Các ống đồng 32 ly ha, nhưng mà nó bị gãy ốc rồi. Đây nè. Nó gãy ốc rồi, dưới lưỡi này thì nó cũng sử dụng rồi nha mọi người đây. Nè, mọi người xem kỹ nha. Đó. Cận cảnh luôn ha. Cái dòng này thì của Mỹ nha mọi người, đây nè, Capman của Mỹ vô đây luôn. Em thanh lý 100.000 ha. Đây có mã 6708 ha, 100.000. Tiếp theo một cái bét phun. Cái bét phun nước ha. Của Nhật nè mọi người. Của thương hiệu là Yamaha. Đây đầu đồng. Mọi người đo cái này để vô vừa thì mình sử dụng nha. Cái đầu đen này là 12,5 nha mọi người. 12,5 ly ha. Đầu đen 12,5 ly. Đây bên trong nó sẽ có một lọc luôn nè, lọc inox ha, ron, lọc ron các kiểu. Nhật nó làm rất là kỹ luôn. Hai bét, cái này dùng phun nước ha, phun hút gì đó, người gắn vô cái cần là sử dụng rất là ok. Đây cái bét nó nè, có thể điều chỉnh được. Đó. Này bằng inox nè. Này kích thước nè. Ren này là 12,5 ly ha. Ren 12,5 ly. Ren trong 12,5 ly. Mọi người có cần dùng thì liên hệ ha. Giá 150.000 cái bét này nha mọi người. Bét 2 đầu. Rồi cuối cùng là một cái cưa sắt cầm tay ha. Cưa sắt đồ mini nhỏ. Ở đây nó có cái lưỡi đi kèm của cái cưa này luôn ha. Thương hiệu đó nè, của Nhật mọi người. Và một cái lưỡi của Nachi Japan luôn ha, lưỡi cưa sắt. Cái này thì mọi người xài khi nào cần mua thêm lưỡi thì mua ở ngoài, thị trường bán rất nhiều. Bỏ vô vẫn vừa nha mọi người. Đây, nó cũng bỏ vô y chang về để mình xài. Đó. Rồi, cưa thôi. Rồi, cái lưỡi cưa sắt này có mã là 6710 nha. Giá 200.000 ha. Đây kích thước nó nè. Cái cán nó là 21 cm ha. Lưỡi này là lưỡi 26 cm. Rồi, lưỡi cưa sắt 200.000, 6710. Rồi em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người.